Xin chào các bạn đã đến với lại kênh YouTube của Viettel Music. Tôi tên là Minh Tâm. Hôm nay tôi tiếp tục giới thiệu cho các bạn về hai sản phẩm mới, hai sản phẩm vào năm 2020 của Viettel Music. Đầu tiên đó sẽ là một cái sao card và một cái micro. Nó sẽ liên quan đến lĩnh vực phòng thu. Về sao card các bạn sẽ có con sao card gọi là F-Audio E192x4. Và về micro condenser thu âm, ta sẽ có SE2002. Thì bây giờ mình sẽ unbox từng sản phẩm cho các bạn xem nhé. Rồi, trên tay mình đây là một cái sao card E192x4. Các bạn có thấy cái hộp của nó rất là đẹp đúng không? Thì mình thấy có một điều đặc biệt á, là như vậy. Mình thấy điều đặc biệt là khi mà mình nhìn từ trên xuống á, nhìn cái hộp á, thì đây là một cái sao card, hình một cái sao card khi mà cái hướng mình nhìn đây. Và khi mà mình nhìn từ dưới lên thì mình sẽ thấy phần dưới, và mình nhìn phần trên xuống mình sẽ thấy từ trên của sao card xuống rất là tinh tế đúng không? Rồi thì cái đầu tiên cái hộp này theo mình đánh giá là rất là đẹp rồi. Bên hai bên hộp mình thấy nó sẽ có những cái plug in và những cái đi phụ kiện đi kèm của nó. Rồi cái sao card này nhà phát hành cho một cái slogan là Your Perfect Sound. Thì họ muốn là mình sẽ có một cái âm thanh hoàn hảo. Vậy thì làm sao mà để có một cái âm thanh hoàn hảo này? Thì bây giờ mình nhìn vào đây, mình thấy có một số cái phụ kiện đi kèm rất là hay. Đầu tiên đối với các bạn làm nhạc á, làm producer thì các bạn sẽ cần những cái nhạc cụ ảo, những cái plug in, hoặc là các bạn thu guitar hoặc thu vocal, các bạn rất cần những cái VST và để các bạn mix nhạc ha. Thì mình thấy nó tặng cho mình là một cái Eleven Line, là giả lập những cái amply, những cục phơ guitar. Và các bạn có thấy không, trên sao card này nó có một cái cổng có hình cây guitar, là cổng 2Z. Cổng 2Z rất là thích hợp để cho mình thu guitar, chuyên để thu guitar, thì cái tín hiệu rất là tốt. Đó. Tiếp theo nữa là Creative FX Collection, là những cái hiệu ứng để mà mình mixing, mình mix vocal, mình mix nhạc cụ. Và 20 effect của Avid cũng là sử dụng để mình mix X-Band, Wisdom Boom và Mini Grand, là những cái nhạc cụ ảo về piano và keyboard, trống. Và một phần nữa cũng khá hay, đó là 2GB touch loop. Có nghĩa là bạn sẽ có là 2GB là những cái file loop mà các bạn có thể học hỏi được ở họ, là những cái ví dụ những cái điệu, ví dụ bossa nova hoặc là slow surf, hoặc là nhạc bóp ballad đánh như thế nào, các bạn sẽ có một cái thư viện tiếng ở đó. Nói chung khá là tốt, khá là hoàn hảo. Sử dụng cái đó các bạn có thể làm một bài nhạc. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình khui hộp cho các bạn xem. Rồi ha, đây là tài liệu hướng dẫn hoặc là những thứ liên quan. Tiếp theo mình đã thấy cái sao card rồi. Nhà phát hành rất tinh tế, họ bỏ vô một cái gói hút ẩm để cho mình không có bị hư hao hư hỏng cái sản phẩm của mình. Rồi, bao bì rất cẩn thận ha. Rồi mình để tạm cái này qua trước. Rồi đây là cái sao card của chúng ta. Đương nhiên khi cắm vào nó sẽ lên đèn rất là đẹp. Mặt trước đây là volume. Ở đây là volume in của từng cổng. Đây là cổng 2Z dành cho guitar ở đây. Đây là cổng micro và ngõ out. Và đây cũng là output. Và đây là output của tai nghe. Tai nghe thì các bạn sẽ cắm vào đây. Khi các bạn sử dụng mic condenser để thu âm á, thì mình sẽ sử dụng cổng bình bật phantom lên, nó để nó cắt nguồn cho micro condenser. Đây, sao gạt của chúng ta. Vậy thôi. Nhưng mà những điều đặc biệt sẽ nằm trong những phần mềm đi kèm.
và cụ ảo và những cái BST để mà mixing. Đây, ngoài ra chúng ta còn có thêm một số thứ nữa, đó là cái dây kết nối. Thì cái đây thì cái sao gạt này mình không cần phải cắm nguồn nha các bạn, chỉ cần mình kết nối vào dây USB vào máy tính là tự động sẽ lên nguồn thôi. Cái này có một điểm lợi là các bạn có thể đôi khi mình làm nhạc không phải mình làm ở nhà không, mình vẫn có thể ra đường, mình vẫn có thể đến quán cà phê. Khi mà kết nối bằng nguồn thì nó rất là phức tạp. Khi mà kết nối chỉ bằng dây USB thôi nó tiện lợi hơn rất là nhiều. Rồi, mình vừa mới tìm thêm được trong hộp một sợi dây nữa. Vậy là cái sao gạt này nó có thể kết nối Type-C, có thể kết nối hai đầu Type-C nếu mà máy tính của bạn hỗ trợ Type-C, hoặc là một Type-C hoặc là USB ha. Rồi, bây giờ mình nói thêm một cái tính năng cuối cùng nữa rất là hay. Và với cái sao gạt này các bạn sẽ có tích hợp RAM, Crystal RAM. Những cái sao gạt thường thường tích hợp RAM thường thường có giá rất là cao tiền, nhưng giá thành của sao gạt này chỉ có giá là 2.9 triệu thôi. Thì đây là một sản phẩm rất là thích hợp đối với những bạn tập chơi mới vừa bắt đầu mình tập thành mixing, làm producer, hỗ trợ tất cả mọi thứ, không thiếu gì hết. Thì đây, đây là sản phẩm M-Audio E192-4. Rồi, sản phẩm thứ hai mình cầm trên tay đó là một chiếc Studio Condenser Microphone. Các bạn có thể thấy cái hộp này cũng trang trí rất là đẹp đúng không? Rồi, bây giờ mình nhìn thấy một cái điều trên hộp nè, What in the Box, thì có một cái micro, shock mount và bass filter. Vậy là mình chắc chắn là trong hộp này sẽ có ba thứ đó. Shock mount là cái là để mình chống rung lắc khi mà mình thu tín hiệu vào, để giúp cho mình có một cái tín hiệu ổn định hơn. Bass filter nó sẽ lọc những cái tạp âm cho mình. Rồi, về cái mic này á, thì mình thấy một số cái điểm mạnh của nhà phát hành đưa ra ở đây. Đầu tiên là một cái nút low cut filter. Khi mà mình thu vocal, khi mình sử dụng cái nút này mình bật lên cái là tự động nó sẽ cắt những cái tần số thấp đi. Đó, nó sẽ coi như là một phần nào đó loại bỏ tạp âm đi. Rồi, hand wrap, làm thủ công bằng tay về cái capsule. Capsule là cái vòng tròn mà để mà ở trong cái micro mà để thu âm thanh vào á, làm thủ công bằng tay thì nó giúp cho mình ổn định chất lượng và nó sẽ luôn luôn hướng tới cái điều là cái chất lượng đầu vào ổn định hơn. Và low noise electronic có nghĩa là cái tạp âm á thì cực kỳ thấp đó. Và cái chỗ mà cái đầu XLR chỗ mà mình cắm micro vào á thì nó được mạ vàng, cũng là để mà mình có được cái âm thanh đồng hồ chất lượng. Cuối cùng là Class A, là cái Class A là cái thiết kế của nó, kiểu dáng Class A để giúp cho mình là nó sẽ có ba yếu tố, là thứ nhất là ổn định thu tín hiệu đầu vào ổn định, và độ trễ thấp, và cái độ tiếng ồn của nó là hầu như nó triệt tiêu được tiếng ồn. Rồi, bây giờ mình sẽ unbox SE202. Rồi, bây giờ mình bắt đầu mình unbox nha. Đó, cái đâm các bạn ơi, cái đâm các bạn. Rồi, đây là cái bass filter của mình. Bass filter. Đây là cái shock mount. Nhìn nó cũng bé bé ha, nhìn nó cũng dễ thương, cute. Có chữ SE ở đây nè các bạn. Rồi, cuối cùng là nhân vật chính của chúng ta, đó là SE202. Thì mình nhìn ngoài hộp mình cũng tưởng là cũng tưởng to lắm á, nhưng mà khi mình mở ra thì cũng không to lắm, nhìn nói chung là cũng khá là vừa vặn. Mình thì không thích cái gì nó quá to. Rồi, bây giờ mình khui luôn cái này. Đây, đây là miếng hút ẩm. Miếng hút ẩm này để cho không có hư cái sản phẩm của mình ha. Khi mà mình mở ra mình có thêm, mình thấy có thêm một cái công tắc nè. Đây là 0 dB,
thì mình sẽ gạt qua trái thì nó sẽ trừ 20 dB đi, gạt qua phải nó sẽ trừ 20 dB. Đó, mình không cần phải chỉnh quá nhiều cho phần mềm của mình. Đây là lau kết, mình lau kết ít hoặc là lau kết nhiều ở đây, nhìn rất là đẹp. Đó, capsule đây các bạn. À, các bạn có thể thấy đây mạ vàng đây, mạ vàng đây. À, cái micro này á, ngoài việc mà mình có thể mình thu vocal, mình vẫn có thể mình sử dụng mình thu guitar. Thu guitar thùng mình đặt vào trước guitar thùng nè. Rồi nếu mà mình thu guitar điện hoặc bass thì mình có thể đặt trước amply. À, thậm chí mình có thể thu luôn cả piano cơ. Đối với thu piano cơ thì các bạn nên chuẩn bị hai cái mic condenser để mà bắt phần high và phần low. Đó. Đây, SE. À, những thứ còn lại là một cái miếng dán SE chăng? Một cái miếng dán. À, đây, SE. Và phần này là cái quyển sách hướng dẫn mình làm. Rồi. Đó, mình đã khui xong cái hộp rất là đẹp nha. À, khi mà khui ra mình cũng hết hộp là cách âm luôn các bạn ơi, cách âm. Rồi, xin chào các bạn. Mình đã kết nối vào từ sau card, micro và guitar. Bây giờ mình sẽ đầu tiên mình kết nối vào rồi. Đối với một số máy mình không cần phải tải driver của nó, khi mà mình kết nối mạng nó sẽ tự động nhận. À, còn nếu mà không thì các bạn sẽ vào trang M Audio Support Driver để các bạn có thể tải driver về. Bạn vào phần USB Audio and MIDI Interface và chọn E192x4. Rồi bên đây là chọn cái nền tảng mà cái máy bạn đang xài. Ví dụ Windows 10, 32bit, 64bit hoặc là Mac OS gì đó. Và cái máy mình đang xài là Mac OS 10.14 nên không cần phải tải driver, tự động nhận luôn. Phần còn lại là về phần audio E192. Vào đây các bạn sẽ thấy tổng quan về những cái plugin kèm theo. Đó, như là Pro Tools First, bản rút gọn của Pro Tools nè, Eleven Line và những cái FX effect, nhạc cụ ảo, tiếng keyboard nè, rồi piano nè, Xpandy, Ableton Live là bản rút gọn của Ableton và cái tích lớp này là có 2GB. Rồi. Để mà khi mà mình cắm vào máy mình sẽ không có những cái plugin này liền, bạn sẽ phải làm theo cái giấy hướng dẫn này ở đây. Đây. Đó, đây là sẽ hướng dẫn cái mà cách mà các bạn có thể download phần mềm về. À, các bạn phải nôm na là các bạn phải đăng ký cái hardware, cái M Audio E192 này sử dụng trên cái máy của các bạn á, thì các bạn mới có thể làm tải những cái phần mềm đó về được. Đó, các bạn theo hướng dẫn thì nó sẽ cho các bạn vào trang M Audio Software Download, rồi các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của tờ giấy này, các bạn sẽ tải được phần mềm về. Hướng dẫn chi tiết thêm về cái cách tải phần mềm cài đặt á, thì mình sẽ làm trong cái video clip sau. Rồi bây giờ mình sẽ vào phần mềm thôi. Các bạn có thể thấy là nãy giờ mình thu bằng cái SE202 này đây. Đó, mình đã lau kết rồi nên các bạn sẽ thấy âm thanh khá là sạch sẽ. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành, các bạn thấy là đây là một cái cổng thu guitar ở đây. Tí nữa mình sẽ tiến hành thu guitar cho các bạn xem. Rồi. Bây giờ mình sẽ thu guitar. Thu guitar mình sẽ tạm tắt mic đi nhé.
Rồi, vừa rồi mình đã thu guitar xong, bây giờ mình sẽ mở guitar lên cho các bạn nghe nha. Đó, các bạn thấy có phải là âm thanh khá là sạch không? Đó, bây giờ mình đã demo thu guitar xong rồi, hẹn các bạn đến với clip sau cái cách mà để mà cài các phần mềm hỗ trợ của em Audio E192. Rồi, xin chào các bạn.